Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Nam K. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp game Android, tuy nhiên yêu cầu cần phải có thẻ Visa nha. Và đây là cách của một bạn Cubin, uh, bạn xe lên, nhóm, do đó mình uh, sẽ lại với các bạn. Và với cách này mình có test lại một chút về việc cái tạo cái Gmail USA, mình có thử tạo cái Gmail không cần USA cũng được. Tuy nhiên nó bị một cái vấn đề là máy mình mình không test được bạn nào uh, bạn nào uh, Nếu mà làm thì có thể test các bạn sẽ tạo một trước một cái Gmail các bạn tạo vừa xong thì các bạn thoát liền nha rồi các bạn lúc các bạn uh, số dữ liệu Google Play xong các bạn Face VNP sang Mỹ rồi các bạn thử đăng nhập cái Gmail các bạn vừa tạo đó xem thử được không nha tại vì máy mình mình không có add được thêm cái tài khoản Google cho nên mình không có test được các bạn thử test uh, này rồi các bước làm như sau đầu tiên thì các bạn vào app các bạn tải Turbo VNB hoặc là các bạn có thể tải một cái app khác các bạn à, ngồi Turbo VNB thì các bạn có thể, mình hay tải là Banda VNB rồi mình à, hơi khác bằng này chút các bạn tải trước Banda VNB xong rồi các bạn sẽ lắp ao khỏi các Google Play Store. Nói chung là mình thoát khỏi tất cả các tài khoản Google Play Store, sau đó các bạn vào setting máy vào app Google Play Store các bạn clear data và cache. Ngồi ra thì các bạn có thể nhấn im và màn hình, các bạn thông tin ứng dụng rồi các bạn xóa dữ liệu là được, xóa toàn bộ dữ liệu của Google Play. Sau đó, bước 4, các bạn tạo tài khoản Google Play mới. tài khoản Gmail mới trên Google Play Store chúng ta sẽ vào Google Play Store chọn sign in or create account và nhập thông tin theo yêu cầu ví dụ như MySell, nhớ là my MySell tuổi phải đặt tên, trên 18 tuổi và cái bước tạo Gmail này rất dễ yêu cầu số điện thoại từ bên Mỹ nha các bạn nếu các bạn nào dính số điện thoại yêu cầu từ bên Mỹ là coi như fail các bạn quay sang các bạn thử test cái bước mà mình đã hướng dẫn là các bạn tạo trước một cái Gmail vừa tạo xong các bạn thoát liền các bạn đừng có xài trên Gmail đó rồi, tiếp tục thì các bạn sẽ vào Google Play Store. Các bạn muốn vào Google Play Store đó tải thì một là các bạn phải tạo thành công cái Gmail như bước 4. Hai thì các bạn cái dùng cái Gmail mà các bạn tạo sẵn chưa chưa làm gì hết nha các bạn. Đó, cái tạo cái Gmail mà các bạn vừa mới tạo đó. Các bạn sẽ đăng nhập vào, Sau các bạn vào Google Play Store tại Google option qua thiết lập profile bao gồm quốc gia là USA, có sinh là 90848, tuổi là trên 18, giới tính tùy các bạn. Language là English, trong tới bạn thanh âm location history xuất hiện các bạn chọn thanh âm. Nói chung là các bạn mở cái lịch sử uh, lịch sử trình duyệt history uh, location là vị trí các bạn. Bạn mở lên. Rồi, sau tới các bạn tới bước 6 các bạn sẽ check Gmail. Mình có thể chết Gmail mail bằng cách hiển thị quốc gia là USA. Các bạn có thể vào uh, Google App Store vào setting general và ở để kiểm tra hay là các bạn có thể vào cái cái trên Google Play Store các bạn search AFK Arena nhưng mà nó hiện ra là ok. Sau khi các bạn search AFK Arena hiện ra thì mình sẽ bấm cập nhật nha các bạn. Nếu mà chúng ta cập nhật không được thì chúng ta sẽ có thể là chọn uh, hủy rồi chúng ta tải lại. Mình nói một xíu về cái bước 7 này. Cái bước 7 này nếu mà nó không liên quan tới việc nạp game thì việc các bạn tạo một cái uh, cái Gmail hoàn toàn mới các bạn, một cái Gmail các bạn chưa dùng gì nha, các bạn chỉ vừa mới tạo thôi. Rồi sau đó các bạn uh, làm tất cả các bước trên rồi các bạn vào bước đăng nhập rồi các bạn search uh, AFK Arena thì chắc chắn các bạn sẽ tải và cập nhật được game. Đây là một cách gọi là phay VNB đã tải game các bạn. Mình phải dùng một cái Gmail hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới để cho nó không có dữ liệu cũ các bạn. Nếu dính dữ liệu cũ thì chúng ta sẽ không tìm được game và không tải được game nha. Rồi. Sau khi các bạn update rồi chúng ta hoặc là chúng ta gỡ rồi chúng ta tải lại thì bước 8 chúng ta sẽ kiểm tra nạp tiền nếu hiển thị là USD là ok lúc này chúng ta phải link với visa và nạp cái mấu chốt của vấn đề các bạn đó chính là link với visa mấu chốt của vấn đề là link với visa nha các bạn link với visa là vấn đề chính ha các bạn các <laughs> bạn nào không có visa thì coi như mục này vô nghĩa ok ở đây thì có một cái link đó là link hướng dẫn tạo tài khoản Google Play US. Thì mình sẽ để cái link này bên dưới phần mô tả luôn các bạn, các bạn nào cần thì click vào xem. Nói chung là cái bước này thì AD chưa test cũng như chưa thể làm video cụ thể chi tiết cho các bạn được. Lý do là cái điện thoại của mình mình thử trên hai máy luôn. Của mình với lại của bà xã thì không máy nào add thêm được tài khoản Google, Chả hiểu lý do tại sao nữa các bạn, add không được. Rồi, ở đây thì mình lưu ý với các bạn là đầu tiên thì các bạn nên tải phần mềm Turbo VNP. Cái bước 2 là các bạn bắt đầu số dữ liệu, bước 3 thì các bạn mới bật VNP lên phải EB sang Mỹ nha. Xong tiếp tục thì mình mới làm cái bước tiếp theo. Chứ các bạn nếu các bạn bật VNP trước khi các bạn số thì mình không chắc tại vì mình hay làm là mình sẽ xóa trước khi là mình bật VNP lên. Mình số sạch rồi mình bật VNP để connect nha các bạn. Và nếu không tính cái khoản uh, nạp game thì các bước đây thì các bạn uh, hoàn toàn có thể làm để tải game. Mình đã từng test và tải game thành công cái bước này rồi các bạn. Chỉ cần tạo một cái Gmail hoàn toàn mới là các bạn có thể tải game thoải mái nha. Ok, sorry các bạn vì bài hướng dẫn này chỉ trên lý thuyết không có thực hành nha. Lý do cơ bản là tại vì <laughs> mình mình cũng đã giải thích nhiều rồi, chúng không có video thực hành cho các bạn xem, rất đáng tiếc. Tuy nhiên ở đây có một cái hạn chế rất lớn là yêu cầu phải có visa mới nạp được, visa nha các bạn. Ok và video của mình đến đây kết thúc rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Nếu các bạn thấy hãy like, subscribe và nhấn chuông thông báo để xem thêm các video tiếp theo của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt.